Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, do Sở Y tế phát động, thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, tổ chức quy trình khám lấy số và xếp hàng tự động. Chuyển kết quả xét nghiệm tự động để rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế. Trong 3 năm qua, đã cử gần 300 cán bộ tham gia học tập tại các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp tại mỗi khoa phòng. Hàng tháng, hàng quý, bệnh viện đều tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh và với thái độ giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế. Tại Bệnh viện Sản Nhi thì chúng tôi xây dựng và thực hiện cái mô hình dân vận khéo trong giao tiếp ứng xử hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thì Đảng ủy và lãnh đạo bệnh viện cũng đã tuyên truyền đến tập thể, cán bộ, viên chức, y bác sĩ. Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn thì còn phải là cách thực hiện và học tập về các kỹ năng về giao tiếp ứng xử. Chúng tôi cải tiến cái điều kiện làm việc, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính để cho tạo nên sự thuận lợi của người bệnh và người nhà bệnh. Phong trào dân vận khéo đã giúp bệnh viện thay đổi diện mạo từ nhận thức của mỗi cán bộ y tế trong giao tiếp ứng xử và phục vụ bệnh nhân, từ đó tạo dựng được niềm tin cũng như sự hài lòng của người bệnh.